Tại nhà tưởng niệm được phân chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, đây là lời giới thiệu về nhà văn và quê hương cũng như gia phả Nam Cao và gia đình. Và phần thứ hai phía bên đây được giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn. Phần thứ ba phía bên kia được giới thiệu về chương trình kỷ lại Nam Cao. Và phần thứ tư được giới thiệu về những hoạt động tôn vinh và tri ân nhà văn. Thì tôi xin được phép giới thiệu. Phần thứ nhất, đây là lời giới thiệu về nhà văn. Nam Cao tên thật là Trần Vũ Chi và ông sinh ngày 29 tháng 10 năm 1915. Và trong cái sự nghiệp sáng tác văn học và sự nghiệp hoạt động cách mạng, Nam Cao đã tham gia chuyến công tác đi tuyên truyền vận động quân lương về Liên Cuba, lúc đó thuộc địa danh huyện Giao Diễn, tỉnh Ninh Bình. Tổ công tác của ông bị địch phục kích tại cánh đồng nước Mỡ Rác, huyện Giao Diễn, tỉnh Ninh Bình và ông đã hy sinh ở tại huyện Giao Diễn. Với những cống hiến về sự nghiệp sáng tác văn học và sự nghiệp hoạt động cách mạng, Nam Cao đã hy sinh ở tuổi đời khi ông mới tròn 36 tuổi. Với những cống hiến đó, ông cũng rất vinh dự được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996 và truy tặng danh hiệu Lão thành cách mạng vào tháng 3 năm 2011. Và phần thứ hai, đây là giới thiệu về những nét đặc trưng của quê của nhà văn, những nét văn hóa đặc trưng. Đây là ngôi đình làng quê hương của nhà văn và ngôi đền cũng như là ngôi chùa ở tại quê hương của nhà văn. Và đây là ngôi nhà thờ của đạo Công giáo, nhà văn Nam Cao thì chính thức là người theo đạo Kinh Quốc giáo. Và như vậy là tại quê nhà văn cũng có ngôi nhà thờ và nằm ngay cạnh ủy ban nhân dân xã, thế này khoảng 50 mét. Và đặc biệt quê nhà văn Nam Cao có 3 loại đặc sản, đó là quả chứ ngự của Đại Hoàng, quả hồng không hạt của Nhân Hậu và món ẩm thực đá kho hiện nay đã có thương hiệu trên thị trường, cũng như hình ảnh giới thiệu là nghề quê nhà văn, đó là nghề dệt vải truyền thống và hiện nay đã được tiến công nghiệp hóa với những mặt hàng may mặc rất đa dạng trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài. Xin giới thiệu rằng đây là gia sản của Nam Cao và gia đình. Hàng trên cụ Trần Vũ Huệ, cụ Trần Thị Minh là cha mẹ đẻ của nhà văn và hai cụ thân sinh ra được 8 người con. Nhà văn Nam Cao Trần Vũ Chi là con cả trong gia đình. Người thứ hai, bà Trần Thị Xen, đây là vợ của nhà văn. Bà mất năm 2002. Sau khi tìm được phần mộ của chồng đưa ông về quê năm 1998, thì năm 2002 người vợ của nhà văn tuổi cao về già và đã mất. Tiếp theo từ người thứ ba trở về đến cuối, đó là 7 người em ruột của nhà văn. Thì duy nhất hiện nay còn một người em đang còn sinh sống tại quê hương, đó là ông em Trần Vũ Đạt. Năm nay đã tròn 100 tuổi và hiện tại ông đang sinh sống trong ngôi nhà bà ngoại của nhà văn. Em ruột của nhà văn lại ở nhà bà ngoại của nhà văn thì cũng với lý do xin được giới thiệu rồi. Trước đây cụ Huệ xây dựng gia đình với cụ Minh. Nhà cụ Minh không có con trai nên cụ Huệ sang nhà cụ Minh ở rể. Và 8 người con của hai cụ đều được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà bà ngoại. Và hàng dưới đây là con của nhà văn. Như vậy là Nam Cao 20 tuổi thì ông xây dựng gia đình. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1935 thì Nam Cao cưới vợ. Và vợ là bà Trần Thị Xen và đã sinh được 5 người con, 2 gái 3 trai, nhưng chết mất người con gái thứ 3. Lúc 2 tuổi, Trần Thị Bình Yên sinh năm 44, nhưng đến năm 46 lâm bệnh đã mất lúc còn nhỏ. Còn được 3 trai 1 gái, lớn nhất người con gái cả của nhà văn Trần Thị Hồng sinh năm 1938. Chị này trước đây là giáo viên của trường kỹ thuật dệt Nam Định, chồng là thầy giáo dạy trung học phổ thông trường Lê Hồng Phong Nam Định. Hai vợ chồng trước đây sinh sống công tác và đã nghỉ hưu tại phố Nguyễn Du, thành phố Nam Định. Nhưng cách đây hơn 6 năm, theo nhu cầu của các cháu thì anh chị đã bán nhà Nam Định và chuyển đến trên Hà Nội mua nhà trên đó, hiện nay đang sinh sống tại đất thành phố Hà Nội. Người con thứ hai của nhà văn, con trai Trần Mai Kiên, sinh năm 1941. Người con này sau khi người cha hy sinh thì được nhà văn Tô Hoài là bạn đồng nghiệp nhận đỡ đầu và Trần Mai Thiên đã được theo học. Sau đó Trần Mai Thiên đã đỗ bằng tiến sĩ. Hiện anh là một nhà khoa học, là giáo sư tiến sĩ, là viện trưởng viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản. Áp dụng khoa học, anh lai tạo rất nhiều giống cá thả trong vùng nước ngọt của ta hiện nay. Chủ đề cá chép nước ngọt của Việt Nam do Trần Mai Thiên lai tạo thành công được gọi là giống cá chép ba móng. Và con cá chim trắng hiện nay ở trên thị trường cũng như một số giống cá khác, đó cũng do nhà khoa học Trần Mai Thiên lai tạo thành công những giống cá đó thả trong vùng nước ngọt của ta.
Vinh cống hiến về khoa học thì người con này cũng rất vinh dự như người cha của mình, được nhà nước tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về công nghệ khoa học. Và hiện nay anh đã nghỉ hưu, anh đang sinh sống với vợ con ở bên nước Canada. Đó là người con thứ hai của nhà văn. Người con thứ tư của nhà văn, con trai Trần Vũ Thành, sinh năm 1946. Anh này trước đây cũng là công nhân của nhà máy đóng toa xe lửa tại thành phố Vinh, sau chuyển về Nam Định làm cán bộ tại nhà máy Sơn Nam Nam Định, và cũng đã nghỉ hưu và sinh sống tại đất thành phố Nam Định. Nhưng anh này mới mất năm 2021 do căn bệnh quá hiểm nghèo. Và người con trai thứ năm của nhà văn Trần Hữu Thực, sinh năm 1950. Người con này trước đây cũng là phó giám đốc nhà máy dệt Nam Định, và hiện nay cũng đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại đất thành phố Nam Định. Như vậy bốn người con của nhà văn còn lại đều là thành đạt, nhưng rất tiếc là không ai nối dõi theo được sự nghiệp của người cha mình. Về cuộc đời sự nghiệp của nhà văn, xin giới thiệu với đoàn, đây là cái chương trình sự nghiệp. Nam Cao, ông là một nhà văn viện được xuất sắc, một chiến sĩ cộng sản trung kiên, 36 tuổi đời, 15 năm cầm bút khơi nguồn văn học. Ông đã để lại cái kho tàng văn học hiện thực Việt Nam rất nhiều những tác phẩm có giá trị. Nam Cao tên thật là Trần Hữu Chi, ông sinh ngày 29 tháng 10 năm 1915 trong một gia đình công giáo nghèo tại làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, phủ Nam Sang, nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Khi tuổi lớn lên năm 1922, ông bắt đầu đi học, và ông học tại trường Thành Trung Nam Định. Trường Thành Trung đó sau được đổi thành trường Lê Hồng Phong của thành phố Nam Định, và nay đổi thành trường chuyên của thành phố Nam Định. Và như vậy đến năm 1934 học hết bậc Thành Trung, nhưng do ông bị ốm chưa thi được bằng Thành Trung đó. Sau đó ông đã đi vào trong đất Sài Gòn tìm công ăn việc làm với nghề thư ký và may mặc, nhưng do bệnh tình điều kiện sức khỏe không đảm bảo, ông đã phải quay trở về sinh sống với gia đình. Nhưng sau đó ông sang nguyên đất tỉnh Thái Bình làm gia sư dạy học tại đất tỉnh Thái Bình, giáo thứ trong phim Làng Vũ Đại, đó chính là nhà văn Nam Cao. Nhưng đến năm một trong thời kỳ đó, ông lại tiếp tục lên trên đất Hà Nội tham gia dạy học thuê cho các trường tư tại đất thành phố Hà Nội vào năm 1935. Và như vậy không may đối với ông một lần nữa, những trường tư đó đã bị quân Nhật Pháp chúng chiếm đóng làm nơi ở cho binh lính coi ngựa, mà ông đã phải quay trở về sinh sống với gia đình. Ngày 2 tháng 10 năm 1935, Nam Cao cưới vợ, và vợ là bà Trần Thị Xen, và đã sinh 5 người con, 2 gái 3 trai. Sự nghiệp sáng tác văn học của nhà văn được ông khơi nguồn từ năm 1936. Tác phẩm đầu tay nhà văn Nam Cao cho ra đời đó là tác phẩm Cảnh Cuối Cùng và Hai Cái Xác. Trong sự nghiệp sáng tác văn học, nhà văn đã sử dụng một số bút danh trong sự nghiệp sáng tác của mình. Bút danh thứ nhất, ông sử dụng bút danh là Nhiêu Khê, bút danh thứ hai là Xuân Du, và đến bút danh thứ ba là bút danh Quý Dư. Bút danh thứ tư, bút danh Nam Cao. Bút danh Nam Cao do ông lấy hai cái đầu của Cao Đà Tổng, phủ Nam Sang để ghép lại thành bút danh Nam Cao. Và bút danh Nam Cao được ông sử dụng nhiều nhất, lâu dài nhất, cho ra đời nhiều những tác phẩm có giá trị như tác phẩm Sống Mòn, Đời Thừa, Đôi Mắt, Đôi Lưỡi Chúng Tôi, sau đổi thành tác phẩm Chí Phèo với truyện ngắn Nam Cao, Một Bữa No, Trẻ Con Không Được Ăn Thịt Chó, Răng Sáng, Lão Hạ. Đó là những tác phẩm truyện ngắn của nhà văn. Năm 1941, ông được in tập truyện Đôi Lưỡi Chúng Tôi tại nhà in xuất bản Đời Mới Hà Nội. Năm 1943, Nam Cao gia nhập Hội Văn hóa Trung Quốc và được in một loạt truyện ngắn trên tiểu thuyết thứ bảy. Năm 1945, cách mạng tháng 8, Nam Cao đã tham gia giành chính quyền tại huyện Lý Nhân, và ông được bầu làm chủ tịch xã chính quyền mới làng Đại Hoàng. Năm 1946, sự nghiệp hoạt động cách mạng, Nam Cao đã tham gia viết báo Tờ Báo Xung Phong của tỉnh Hà Nam năm 1946 do nhà văn Nam Cao làm chủ bút. Năm 1947, nhận lời mời của đồng chí Xuân Thủy, Nam Cao đã lên chiến khu Việt Bắc dự đại hội phong trào văn hóa cứu quốc tại Việt Bắc. Và năm 1948, rất vinh dự, Nam Cao được gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Và đến năm 1950, ông đã tham gia chiến dịch biên giới cùng bộ đội ta để viết truyện biên giới. Năm 1951,
trong một đợt tham gia công tác đi tuyên truyền vận động quân lương cùng với hai cán bộ thuế nông nghiệp về Liên khu 3, nhưng tổ công tác của ông bị địch phục kích tại cánh đồng nước Mưỡng Giáp, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, và các ông Đanh Dũng hy sinh ở tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Phần thứ ba xin được giới thiệu với đoàn là chương trình tìm lại phần mộ của nhà văn và sự hy sinh của nhà văn. Tháng 11 năm 51, tổ công tác của ông gồm 3 người, 2 cán bộ thuế và nhà văn Nam Cao đi làm công tác tuyên truyền vận động quân lương để lấy lương thực nuôi cán bộ và bộ đội. Trưa ngày 29, đúng vào lúc 11 giờ trưa, tổ công tác của ông tiếp cận bằng một con thuyền nhỏ đi trên cánh đồng nước Mưỡng Giáp tiếp cận vào nơi công tác, nhưng không may ngày hôm đó ở trên bờ, bọn lính commando của Pháp chúng tụ tập tương đối đông về dưới mé đồng. Nhân dân ra đi làm về, họ đang rửa chân tay để về nghỉ trưa, nhưng họ phát hiện ra ngoài xa có một con đò chở trên đó có 3 người. Họ đoán ngay đó là cán bộ của ta, nhưng với những động tác rất khôn khéo, người dân đã ngả nón trên đầu xuống dưới tay giả vờ quạt cho nhau lúc trưa, nhưng với động tác họ quạt phẩy ra báo hiệu cho cán bộ ta biết trên bờ đang có giặc. Nhưng lúc đó cán bộ ta trên đò không ai hiểu được ám hiệu đó, vẫn cho đò tiến vào. Khi đò vào đến tầm nhìn, tầm bao vây của bọn giặc thì bọn chúng bắt đầu nhảy xuống bao vây truy kích, la ó và đuổi bắt công. Công đã nhanh chóng nhảy xuống cánh đồng nước Mưỡng Giáp đó, rủi toàn bộ những số tài liệu mang trên người xuống dưới bùn và chia nhau mỗi người một ngả để chạy thoát, nhưng không được. Người đầu tiên chúng bắt được đó chính là nhà văn Nam Cao. Chúng đã dùng những bán súng phang tới tấp vào chân vào người ông. Sau đó chúng ném ông lên một gò đất nổi giữa cánh đồng nước Mưỡng Giáp và tiếp tục truy kích đuổi bắt nốt 2 cán bộ thuế của ta còn lại. Sau khi chúng bắt được cả 3 người, chúng đã đưa công về giam tại nhà thờ thôn Mưỡng Giáp, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Và chúng dùng những hình thức tra tấn cũng như những lời dụ dỗ để khai thác về tài liệu, nhưng cuối cùng bọn giặc cũng không thu được kết quả. Đêm ngày 29, các ông vẫn bị giam trong nhà thờ Mưỡng Giáp này, nhưng với những mánh khóe, nửa đêm về sáng công đã cởi trói được cho nhau để tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng trong nhà thờ rất khó khăn tìm lối thoát, nên sự việc công thực hiện không thành. Và đến sáng ngày 30 tháng 11 năm 51, khai thác của tài liệu không được, bọn giặc bất lực đã đưa cả 3 cán bộ ta ra cạnh nhà thờ Mưỡng Giáp này bên một bờ ao nhỏ để chúng xử bắn các ông. Riêng nhà văn Nam Cao Trần Hữu Chi là người theo đạo Công giáo nên đã được gia xứ ở nhà thờ Mưỡng Giáp là Trần Văn Đập ra xin tha. Nhưng bọn chúng trả lời gia xứ Trần Văn Đập: Trần Hữu Chi tuy là người theo đạo Công giáo nhưng đi theo Việt Minh, theo Cộng sản. Chúng quyết định không tha và chúng đã bắn nốt nhà văn Nam Cao. Sau khi sát hại xong cả 3 cán bộ ta, bọn đã ném xác ông xuống ao nước cạnh nhà thờ Mưỡng Giáp và chúng công bố quyết tâm không ai được mang xác đi mai táng. Một số giáo dân tốt bụng họ đã đề nghị cha xứ Trần Văn Lập được xin xác ông vào nhà thờ làm lễ và đồng thời mai táng công tại nơi đất thánh. Nhưng cha xứ Trần Văn Lập vẫn một mực từ chối, cho rằng các ông là người theo đạo Công giáo nhưng đi theo chủ nghĩa vô sản là không được hưởng sự đặc ân của Chúa. Vậy nên thi hải công vẫn còn nằm dưới ao nước cho đến đêm ngày 30 tháng 11 năm 51. Nhân dân và du kích họ đã cho người cảnh giới, đồng thời họ ghép những bè mảng áp sát vào đó, lần lượt bê trộm cả 3 thi hài công, đặt lên trên bè mảng đó, dìu trên cánh đồng nước Mưỡng Giáp ra khỏi vùng kiểm soát của giặc để tìm chỗ mai táng. Nhưng ban đêm trời tối rất khó khăn, khi đưa công ra khỏi vùng kiểm soát của giặc, duy nhất họ đã lợi dụng được một chiếc hố vôi cũ của dân nằm ngay sát mép đường quốc lộ và đã mai táng cả 3 thi hài công xuống cùng một chiếc hố vôi đó. Sau đó chính sách quy tập của Đảng và Nhà nước, phần mộ công cũng đã được quy tập nhưng với những nghĩa trang nhỏ lẻ. Nhưng do sự cố nhiều năm lũ lụt ở tại đất huyện Gia Viễn và những năm chiến tranh bắn phá miền Bắc, phần mộ công phải di chuyển rất nhiều lần. Lần cuối cùng chuyển công về nghĩa trang huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thuộc địa bàn xã Gia Xuân. Nhưng chuyển công ngày hôm đó vẫn bằng một con thuyền nhỏ. Nhưng khi thuyền vừa đưa công ra giữa cánh đồng nước, không may đã gặp một trận giông gió mưa rào nổi lên rất to, thuyền vào đầy nước và bị nhấn chìm một lần nữa. Phần tiểu đã văng ra ngoài cánh đồng nước và phần tên công dán trên thành tiểu, nước đã cuốn trôi mất không còn nữa. Khi về đến nghĩa trang huyện Gia Viễn, phần mộ công là những phần mộ chiến sĩ, liệt sĩ vô danh,
Như vậy thất lạc phần mộ của nhà văn Long Trao suốt 47 năm với sự tìm kiếm của gia đình họ hàng vợ con của nhà văn, bỏ rất nhiều công để đi tìm phần mộ của nhà văn nhưng vẫn không thể xác minh được, biết rằng ông nằm ở trong nghĩa trang huyện Gia Viễn nhưng trong đó rất nhiều phần mộ vô danh nên tìm được phần mộ của nhà văn là một điều rất khó khăn. Nhưng bà vợ của nhà văn lúc còn sống, bà có hai điều ước. Điều ước thứ nhất, bà ước ở vậy để nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Và điều ước thứ hai, bà ước làm sao tìm được phần mộ của chồng. Nhưng suốt 47 năm vẫn không thể tìm và xác minh được đâu là phần mộ của nhà văn. Đến cuối năm 1996, Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO của Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết tâm mở chương trình tìm lại Nam Cao với 35 đơn vị thành viên tham gia, trong đó được sự trợ giúp của 7 nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam. 7 nhà ngoại cảm này được ban tổ chức mời đến gặp gỡ và đồng thời giao cho mỗi người được nhận một tấm di ảnh của nhà văn, vừa được biết rõ thông tin ngày tháng năm sinh cũng như ngày tháng hy sinh, tuổi đời và quê quán của nhà văn. Nhưng với tư cách làm việc độc lập, sau một tuần lễ các nhà ngoại cảm sẽ gửi kết quả của mình về cho ban tổ chức. Như vậy sau một tuần, ban tổ chức đã nhận một số kết quả do các nhà ngoại cảm gửi đến, nhưng phần lớn những thông tin các nhà ngoại cảm gửi đến vẫn đang còn nghiêng về hai ngôi mộ, đó là ngôi mộ được mang số 305 và ngôi mộ được mang số 306. Nhà văn Nam Cao hy sinh chính thức lúc ông 36 tuổi, nhưng rất may tư liệu cuối cùng của một nhà ngoại cảm gửi về cho ban tổ chức và nhà ngoại cảm này đã khẳng định ba chi tiết rất cụ thể. Chi tiết thứ nhất, nhà ngoại cảm đó đưa ra nơi nhà văn Nam Cao đang nằm hiện nay trùng rắc tuổi đời khi ông hy sinh, nhưng chỉ khác hiện nay đang có số 0 nằm giữa. Như vậy nhà ngoại cảm đó đã khẳng định số mộ của nhà văn chính thức là số 306 chứ không phải 305. Chi tiết hai, nhà ngoại cảm đó đưa ra phần tiểu của ngôi mộ 306 đó hiện tại đang bị nghiêng về bên phải và chính vế nghiêng đó còn có một vết xước rạn. Và chi tiết thứ ba, nhà ngoại cảm đó đã khẳng định trong tiểu của nhà văn còn có một vật bằng kim loại. Như vậy căn cứ theo những thông tin đa chiều của các nhà ngoại cảm, ngày 8 tháng 1 năm 98, ban tổ chức cùng với gia đình họ hàng bạn bè đồng nghiệp của nhà văn quyết định khai mở ngôi mộ 306 vào đúng lúc 2 giờ đêm. Với sự chứng kiến của ban tổ chức cũng như gia đình họ hàng bạn bè đồng nghiệp của nhà văn, chính thức phần tiểu ngôi mộ 306 đó theo cái tư liệu nhà ngoại cảm đã đưa ra chính thức bị nghiêng về bên phải, vết xước rạn thành tiểu bên phải cũng đã được ban tổ chức cùng với con trai của nhà văn, người con thứ tư, được tận mắt chứng minh vết xước rạn thành tiểu bên phải. Nhưng chi tiết thứ ba, cái vật bằng kim loại mà nhà ngoại cảm đưa ra nằm trong tiểu của nhà văn hiện tại chưa thể xác minh được đó là vật gì. Nhưng đến 4 giờ sáng cùng ngày, nghi lễ về phía tâm linh đối phần mộ 306 đã được hoàn tất. Phần hài cốt ngôi mộ 306 được bàn giao chuyển cho Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Tại Viện Khoa học, họ đã dùng cách so sánh đồng thể về khoa học, về tuổi đời, về chiều cao và cũng như máy móc kỹ thuật đã thu thập được những kết quả và đã tìm được chi tiết thứ ba, cái vật bằng kim loại mà nhà ngoại cảm đưa ra đó chính là một viên đạn vẫn còn găm trong đầu của nhà văn Nam Cao. Và đây là đại diện khoa học hình sự, họ đang lấy viên đạn từ trong đầu của nhà văn Nam Cao ra. Và khi giám định phần hài cốt ngôi mộ 306 đó, Viện Khoa học Hình sự cũng đã tìm được một sự nhầm lẫn, đó là hai cái xương chân của ông đang có một chiếc dài và một chiếc ngắn. Và sau đó ban tổ chức đã cho các nhà ngoại cảm hỏi nhà văn Nam Cao một lần nữa. Khi các nhà ngoại cảm hỏi ông có biết hai cái xương đó, cái dài là của ông hay cái ngắn là của ông, thì nhà văn đã trả lời các nhà ngoại cảm: lúc tôi còn sống, tôi sống cùng với đồng đội, và khi tôi chết, tôi cũng chết cùng với đồng đội. Vậy tôi muốn gửi một phần cơ thể của tôi cho đồng đội và được nhận một phần cơ thể của đồng đội về tôi. Hiện nay tôi đủ thì đồng đội của tôi cũng đủ, không cần phải đổi. Và ông cũng không bật mí ra nhầm với ai ở ngôi mộ nào. Và Viện Khoa học Hình sự đã đưa ra kết luận xương chân bên phải không phải của nhà văn Nam Cao, nhưng với nguyện vọng của ông muốn được trở về quê. Như vậy sau 47 năm, nhà văn Nam Cao chính thức được trở về đất quê hương để yên nghỉ. Và
nghi lễ đón nhận hài cốt của nhà văn và an táng phần mộ của nhà văn tại đất này được cử hành rất trọng thể. Như vậy phần mộ văn Bạch tôi đã giới thiệu với các bác trong đoàn rồi, và như vậy là giới thiệu tiếp về ngôi nhà tưởng niệm này. Thì ngôi nhà tưởng niệm là được xây dựng năm 2001 và đến năm 2004 thì được mở ra để cắt bằng các văn khánh hành khai trương và đón được người khách vào để chiêm ngưỡng những kỳ vật, những tác phẩm về hoạt động công vinh cũng như được góp sức lại là đặc biệt phần mộ của nhà văn.